Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm món gà kho để ăn cơm trưa các bạn ơi. Đây gà mình lấy mình chặt mình ốp xong. Mình chặt mình ốp nãy giờ cũng khoảng 30 phút rồi. Giờ mình bắt cháo lên mình kho. Mình cho miếng mỡ vô. Dầu vô. Cho gà vô luôn nha. Thơm quá. Nhìn hấp dẫn không các bạn? Này chút nó sang sang lại là mình cho xíu nước vô rồi mình chấm rau mình ăn nha các bạn. Rồi giờ mình cho nước vô luôn. Cho nó ngập thịt với màu chín. Giờ mình để cho nó sắc nước chút xíu nữa là chín nha các bạn. Khói nghi ngút luôn.